Hello, xin chào các bạn. Dạ, cô dạ chú. Đây các bạn ơi, mời các bạn ăn chung với hai mẹ con nha. Cái này là tteokbokki của Hàn Quốc, bánh gạo cay. Ở trong này thì đây là bánh tráng. Bánh tráng mình làm clear noodle luôn. Ở trên này là mình có rải thêm phô mai. Đây, tteokbokki. Trong này thì rất là nhiều loại nấm. Rồi, mời các bạn mời cô trước các. Nó các bạn ha, còn bốc khói luôn. Thế mình mới đi học về luôn, thành ra là đi học về cái là mình làm cái này để mà hai mẹ con ăn chung luôn. Rồi, mời các bạn ăn nấm. Nấm. Muốn ăn cái nào lấy để vô chén cho nó mông, the cheese is so good. Cho nó nhanh nguội, để vậy nè, nó sẽ nguội nhanh hơn. Nhưng mà nó nóng quá, mình sẽ để đây. Có thêm bột ở trên, ngon. Miếng bánh tráng nha. Mẹ ăn thử miếng bánh tráng. That you make. Yeah. Hồi nãy mẹ kêu mẹ đi thớp đó. Làm cái này nè. Ngon ngon. Bánh tráng ngon, không có bị nóng đâu. Ngon quá. Nóng. Mà ăn hết hai thì mới ngon. Cái này để nó nguội nó ngon các bạn. Nước sốt của nó đặc lại nó không ngon. Nóng quá. Nấm to nóng á. Không muốn ăn nấm này không? Nó phải lấy trước ở đây cho nó nguội, chứ còn lấy xong ăn luôn là nóng lắm. Đây là mình để có ba loại nấm. Loại nấm này. I'm gonna try the glass noodle. Dạ. Nó gần giống nhau nhưng mà cái đầu của nó không có màu đen. Ngon quá. Lấy đồ bằng bánh tráng rất là ngon. Và nước sốt cũng rất là ngon. Có thêm miếng phô mai à, mozzarella nữa. Đãi xong rồi, khi mà kẹp lên đã. Miếng bánh tráng này nè, các bạn nhúng nước, trụng nước xong rồi mình để luôn mà 4 lớp. Sau đó mình cắt, hoặc là các bạn có thể để một miếng xong rồi các bạn cuộn lại, nó cũng thành nguyên miếng luôn. Này mình cắt, trong này là 4 lớp xong rồi mình cắt nó vậy nè. Dai dai rất là ngon. Cái này mà nấu xong xuôi chín hết trơn rồi đó. Mẹ để cái miếng này. Cho con nói cho. Không thích ăn này phải không? Nước đây cho nó nguội. Để đây không? Nước sốt nhiều quá, nó nóng. Ủa, để vô lại hả? Lấy nước sốt hả? Yeah. Cheers, cheers, cheers. Cheers ở đây. Nhưng mà
mà chơi với mẹ đi, chơi với mẹ cái. Yo. You don't have to eat. Eat it nóng quá. These ones cool down faster. Có nấm rơm nữa các bạn mà mình thấy nhiều quá rồi, nhiều nấm quá rồi. Có nấm ngon hơn rất là nhiều, trẻ lắm, sực sực á, giòn giòn á. Nấm đảo quá à, nóng rồi à. Khoan nào luôn, ngon quá, quá ngon. À, ngon không hiểu, ngon quá mới hiểu. Cảm ơn tao mẹ. I thought you said tummy. I thought you were mad at me or something. Oh my god. Oh, so good. Muốn, cho mẹ muốn. Mẹ kêu cho mẹ muốn. Miếng súp nè, miếng súp bốc kia nè. Bánh gạo nấm. Nóng quá. So good. The video is almost too long. Mình đưa dài quá. Mẹ có chưa?